khi chúng ta copy bay với dữ liệu đã được lọc tức là filter ví dụ mình có dữ liệu ở vùng dữ liệu này từ dòng 4 đến dòng 17 thì ví dụ mình lọc dữ liệu vào data filter mình lọc lấy một cái dữ liệu bất kỳ đó ví dụ mình lấy cái internet, này thì các bạn là khi thế thì cái lưu ý cốt như thế nào thứ nhất lưu ý thứ nhất là lưu ý về gì ạ xác định dòng cuối dữ liệu bình thường chúng ta sẽ gì xác định cùng lưới ví dụ là mình xác định cùng lưới cột B thì mình sẽ đi từ gì? Dưới lên. Thì từ khi chúng ta enter là 8, nó không đúng, nó chỉ là hiện. Cái với cái cột này nó chỉ hiện cái dòng lưới dữ liệu hiện đang hiển thị thôi. Đó. Lưu ý thứ hai đó là khi ví dụ là cái dữ liệu chúng ta tôi ví dụ mình như vừa nãy mình bảo từ dòng 4 đến dòng 17, đúng không ạ? Thế khi mà mình gì? Xóa dữ liệu mà mình vẫn để filter này. Thì dữ liệu mình ví dụ mình chạy. Nó chỉ gì ạ? nó chỉ xóa cái dữ liệu hiển thị thôi còn lại những cái dữ liệu ẩn đi, đi không bị xóa thế thì cách chúng ta fix như nào ví dụ mình bách lại mình vẫn fill data đúng không mình có vẫn mình filter một cái data này thì làm sao để xử lý cái việc vừa xác định dòng cuối và dự... vừa xóa được cái vùng dữ liệu chúng ta cần thiết thì chúng ta đơn giản thôi đó là gì? chúng ta check xem cái sheet đó có filter hay không tức là check auto filter mode bằng chu bằng có bằng chu không nếu bằng chu chúng ta thì bỏ filter đi sau đó chúng ta xác định dòng cuối và chúng ta xóa cái vùng dữ liệu cần thiết đi đây đây là các bạn code bây giờ mình thử chạy đó các bạn nhìn thấy chưa xóa sạch luôn